Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì bữa giờ các anh chị và các bạn nào đang cần về mua cho mình một chiếc Xpander màu trắng biển Sài Gòn nữa thì phải lấy ngay em này nha. Và đặc biệt là chiếc này đã được anh chủ lên rất là nhiều option rồi, lên nào là cấp điện nè, rồi cam lùi, cảm biến độ lùi, rồi cam hành trình, ghế da, vân vân và vân vân luôn. Nên nhớ là ở lại đây xem hết video với Toàn ngày hôm nay nha. Thì bên cạnh Toàn đây là Mitsubishi Xpander số tự động đời 2019 nè. Đăng ký lần đầu là tháng 9 của năm 2019, một chủ sử dụng từ đầu tới nay các anh chị. Dòng này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha, đi 84.000 km rồi. Bên Tiền đang bán với giá khá mềm các anh chị, 508 triệu ha. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Hôm qua Tiền có lên cho các anh chị một chiếc Xpander màu đen phiên bản giới hạn các anh chị, thì chiếc đó Tiền đã nhận cọc rồi. Các anh chị nào mình mua hộp chiếc kia thì tham khảo thêm chiếc này ha. Và Xpander Tiền còn thêm một chiếc bản Road nữa các anh chị, đời 2021 màu đen, con đó thì 638 triệu. Và còn hai chiếc Xpander số sàn, một chiếc là đời 2020 đi 7.000 nè, giá chỉ có 519 triệu thôi các anh chị. Và một chiếc Xpander số sàn đời 2021 màu đen các anh chị, chiếc đó thì đi khoảng 37.000 ha. Bên Tiền đang bán xe đó với giá là 536 triệu. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe Tiền vừa nêu á thì liên hệ Tiền, Tiền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình cùng xem ha. Rồi xe này biển Sài Gòn 51H15573 các anh chị ha. Nếu mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nha. Đi còn hơn phần nước sơn giúp Tiền các anh chị. Nắp capo là không có trầy xước ha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng mà ở đời 2019 nữa thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn nguyên zin còn mới 100% nha. Trầy xước hay là dặm tút ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Rồi mình kiểm tra lớp nha, độ gây gió Tiền thấy cũng còn tương đối sâu các anh chị ha. Mâm là có bị xước xét nhưng mà cũng nhẹ lắm các anh chị, không vấn đề gì hết nha. Xe đi 81.000 rồi. Rồi đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 3 năm 2024 các anh chị nè, còn rất là dài nha. Có dán phim viền che mưa, chén cửa ha, tay nắm cửa thì mạ rơm và có nút mở cửa một chạm luôn ha. Phần bên hông xe Tiền thấy cũng không có bị xước xát gì nhiều hết các anh chị. Tất cả xe bên Tuyền thì keo chỉ nguyên zin, ốc ác là nguyên zin hết nha. Bên Tiền cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi phía sau thì có một cái cam lùi các anh chị, cảm biến lùi này là anh chủ nhà mình lên thêm. Còn nguyên bản Xpander là ở đời này là chưa có cảm biến lùi các anh chị ha. Gầm bệ sáng đẹp ha, không vấn đề gì hết. Rồi và đặc biệt là Xpander như có cốp điện luôn các anh chị nha. Ok ha, rồi. Xe mới về cũng chưa kịp vệ sinh dọn dẹp gì hết nên là mấy cái đồ linh tinh này thì chưa có dẹp xuống ha. Rồi anh chủ có mấy cái tấm thảm này nữa nè, Tiền để lại cho mọi người luôn ha. Phần nỉ nè, này là chỉ bụi thôi các anh chị, không có bị dơ nha. Phần nhựa bên trong hầu như là không có bị trầy xước gì hết các anh chị ha. Rồi bên này là có đồ nghề nữa nè, Tiền mở thử đồ nghề cho các anh chị nhà mình cùng xem. Con đội tay quay, đồ nghề còn đầy đủ ha. Rồi anh chủ còn nẹp cho mình nè, mấy cái nẹp inox như thế này nè, để lấy đồ ra vô, đỡ bị trầy cái phần nhựa các anh chị ha. Xe này máy của nó là 1.5 nên mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 đến 7 lít thôi các anh chị. Rồi nội thất nha, anh chủ lên cho mình một bộ ghế da nguyên bản của nó là ghế nỉ các anh chị nè, tông màu đen và tông màu kem. Sàn thì sàn simili, trần thì trần nguyên bản, rất là sạch sẽ nha. Rồi Tiền nổ máy nha, đây chìa khóa của Xpander các anh chị ha. Bên này thì có cân bằng điện tử nè, rồi chỉnh gương các anh chị. Vô lăng nè, vô lăng thì bọc da ha, giả những cái vân gỗ như thế này. Ở những cái nút bấm thì cũng không có bị mờ chữ hay mất số gì hết, logo cũng không có bị hao mòn các anh chị. Nhìn đồng hồ dùm Tiền ha, 84.831 km. Tablo các anh chị, bên dưới là không có trầy xước ha, có thảm mà. Một cái camera hành trình nè, anh chủ nhà mình lắp thêm. Màn hình zin theo xe. Rồi nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp Tiền nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha.
quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này á thì phải nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới ngay, vì dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh nha. Còn nếu mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích chiếc này á mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì xem qua video ngày hôm nay rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tuyền tầm khoảng 20 triệu ha, thì sẽ vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết, đúng với những gì bên Tuyền làm video, thì khi đó các anh chị nhà mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Và hỗ trợ các anh chị nhà mình ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên là các anh chị không có mất mát thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi còn nếu mà được nữa thì có thể là chuyển khoản đặt cọc giữ xe, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị ha. Lên trên này nếu mà đi test hãng nè, có đâm đụng, có ngập nước, có này kia kia nọ đó, không đúng với những gì bên Tuyền cam kết thì bên Tuyền sẽ hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó cho các anh chị ha. Liên hệ Tuyền đi, Tuyền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn. Và xe này Tuyền còn hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng nữa nha. Xe này nếu mà các anh chị vay thì vay được tầm khoảng 70% dựa vào giá của ngân hàng các anh chị, xe này chắc tầm khoảng 340 á. Nếu mà các anh chị quan tâm thêm về thủ tục ngân hàng thì liên hệ Tuyền đi, Tuyền sẽ tính toán cũng như là tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Và 7 chỗ thì hiện tại bên Tuyền còn thêm Suzuki XL7 nè, số tự động đời 2022, giá thì tầm khoảng 576 triệu. Rồi còn một số các dòng 7 chỗ cao cấp khác nhau như là Santa Fe nè, rồi Everest ha, rất là nhiều xe các anh chị. Nên nếu mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì liên hệ Tuyền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tuyền nè, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tuyền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới, và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.